Bác sĩ thẩm mỹ rửa tay như thế nào? Chào các bạn, rửa tay thì ai cũng biết, nhưng rửa đúng cách không phải ai cũng thông. Ủa thiệt gì hả trời, thiệt. Bác sĩ là giấy tay chào và bây giờ là nhào vô xả nước. Dời, nước cảm ứng xịn sò ghê chưa. Bước đầu là làm ướt bàn tay, cái này thì chắc ai cũng biết. Nước này không phải nước bình thường mà là nước vô trùng đã được Bộ Y tế kiểm duyệt. Khi bàn tay đã ướt, như vừa làm ai ra nước. Bác sĩ đưa tay qua massage phòng tự động, một lần rồi chà chà, hai lần rồi ba lần. Trước khi phẫu thuật thẩm mỹ thì bác sĩ luôn làm kỹ các bước sau đây. Đầu tiên là chà đều bàn tay, sau đó là xay xay cái ngón cái, xong rồi lấy ngón trỏ. Thấy thằng nhỏ đã tạch thì dọn sạch luôn ngón giữa. Nó đã bít cửa thì làm có chữa ngón đeo ring. Sẵn thấy mấy con vi khuẩn âm binh thì chơi luôn cái ngón út. Chà từng ngón thôi chưa đủ, phải xét kỹ các đầu ngón tay để không ai bắt bẻ. Tưởng vậy là khỏe hả chưa đâu, cùi chỏ sang ngang lụm ngay cái bàn chải. Bắt đầu chà bàn tay, chà từ cái lòng cho tới mấy cái mu, rồi từ cái mu môi vô mấy cái kẽ. Thấy khỏe khỏe được chà cho mẻ mấy cái ngón tay, sẵn đó đánh bay luôn mấy cái cẳng. Thấy đủ minh mẫn thì mình rửa sạch tay. Bây giờ tới bước sấy khô. Khi đưa tay lên sấy khô không cần sấy quá khô, vì sấy quá khô thì tay sẽ không còn ướt. Ủa nói gì vậy trời. Yeah, và cuối cùng thì tính tên hai tay đã khô và bây giờ tiến vô phòng mổ. Hẹn gặp các bạn tại phòng mổ nha. Nhớ thắt tim và follow nếu không thấy bổ ích nhé.